Đố kìa. Xin chào các khán giả, chúng ta cùng đến với những ảnh trực tiếp tại sân bóng đá bên thành Sport Park để theo dõi trận đấu bán kết còn lại ở trong khổ của vòng đá tứ hùng Lê Quý Đôn tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cuộc đối đầu của các cầu thủ VFB và các cầu thủ của ký túc xá. Hai đội bóng đang cực kỳ tập trung cũng như là đang chuẩn bị rất kỹ. Như vậy thì còn cất lên về một của hai đội bóng cũng đã chính thức bắt đầu. Đúng đó cũng là những nỗ lực tốt của các cầu thủ bên phía ký túc xá. Rất mạnh mẽ, đây rồi, câu trả lời không vào. Liên tiếp lại những cú dứt điểm, đây nữa. Hai bóng đang liên tiếp có những câu trả lời về phía này của nhau. Chúng ta cùng theo dõi lại với cú tấn công của các thủ VFB. Người đã di chuyển và... Chúng ta cùng theo dõi lại với pha bóng vừa rồi. Từ một tình huống chuyển khay đá phạt góc thì các cầu thủ bên phía VFB đã có được bàn thắng cho mình. Bàn thắng rất bất ngờ. Người lập công là cầu thủ mang áo số 1 Anh Tú. Như vậy sau rất nhiều những nỗ lực thì chúng ta cũng đã có thể chứng kiến được bàn thắng đầu tiên. Đó, xuất phát từ một tình huống đá phạt góc. Và thủ thành bên phía các thủ ký túc xá đã chưa thể kiểm soát. Sinh quyền đã được tung vào sân. Có gôi, đây dư ăn rồi. Bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ của VFB. Bàn thắng không đến thì thôi, một khi nó đã đến thì nó đến nhiều. Nó đến liên tục dành cho các cầu thủ của VFB. Và đang theo dõi lại nỗ lực xoay sở và sau đó tung ra cú dứt điểm của Hoàng Tuấn, cầu thủ mặc áo số 19. Mọi thứ đã bắt đầu trở nên nhịp nhàng. Người đang di chuyển đó là Đoàn Tuấn. Đoàn Tuấn di chuyển rất khôn khéo để đón nhận đường truyền của đồng đội. Và sau đó cũng là một pha bóng mà cầu thủ này đưa về quả đá phạt góc dành cho các thủ bên phía VFB. Rất mạnh mẽ, 2-2. Tuy nhiên thì Minh Tốt là người đã thổi bóng rút ra. Cú sút của Minh Tốt đã đi trúng người của Hoàng Tuấn. Thêm một cú sút nữa. Sự ép lên rất lớn của các cầu thủ bên phía ký túc xá. Đúng như việc mà họ đang mong muốn có được bàn thắng ở trong khoảng thời điểm này thì họ buộc phải đẩy cao đội hình, đẩy cao nhịp độ của chân cầu. Đoàn Tuấn, Đồng Tiến mất bóng rồi. Hoài Vũ đưa bóng trở lại với tuyến ai, có gôi, bán đáng để cho các thủ của ký túc xá có thể rút ngắn khoảng cách. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Thế trận đang trở nên hấp dẫn hơn với kết quả như thế này. Người phát động tấn công đó là Hoài Vũ và kết thúc cũng là cầu thủ số 5 này. Đội hình dâng lên cao, tất nhiên nó sẽ là con dao hai lưỡi. Nếu như mất bóng và không kịp quay trở lại hay ít nhất là như vậy, chúng ta đã được chứng kiến có vẻ là bàn thắng. Chúng ta cùng theo dõi lại một tình huống bóng lập bập và người đá sát đó là Mạnh Diễn. Mạnh Diễn là người đã thực hiện cú sút chính xác, đó là bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía ký túc xá và tỷ số đã được đưa trở lại với Mạnh xuất phát. Như thế này thì cũng nhận được rất nhiều những sự quan tâm của quý vị khán giả. Sẽ cần phải chắc chắn hơn, không vào. Bóng vừa đi trúng cột dọc, phản công trở lại, pha bóng mạnh mẽ của các cầu thủ áo cam, không vào. Ở đây thì đó là một tình huống phản xạ tốt của thủ thành bên phía các cầu thủ ký túc xá.
Tiến Xá đang phải chịu một sức ép rất lớn. Ngay cả hiệp 1 và cho tới những thời điểm cuối thì các cầu thủ bên phía Đội Ký Túc Xá họ mới có được những bàn thắng. Chúng ta cùng theo dõi lại với pha bóng trước đó. Rất sai, nhưng đó là pha bóng khá chủ động. Phản công trở lại dành cho VFB. Đội rất lộn xộn, Nguyễn Bình. Thời điểm này là thời điểm mà sẽ cần phải chơi chắc chắn và chơi tập trung. Còn nếu như không muốn để cho đối phương vươn lên. Có thể rồi. Đây đã cứ coi và không đợi một quả đá phạt. Bóng ngay sát với vòng cấm địa. Cửi là không phải quá xa, tuy nhiên thì nó chơi rất nhiều sang cánh phải. Tuyến đây! Vô! Nguyễn Bình là người đã giúp cho các cầu thủ bên phía Ký Túc Xá có thể lần đầu tiên vươn lên ở trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta cùng theo dõi lại với pha bóng và cầu thủ mang chéo số 7 của Ký Túc Xá đã thực hiện tình huống chạy cắt mặt dứt điểm đầy nhiều mắt. Bóng dọc vào bếp trong cột dọc và đi vào lưới. Rõ ràng là ở pha bóng này thì không có cơ hội thứ hai dành. Như vậy là bàn thắng thứ tư đã xuất hiện dành cho các cầu thủ bên phía Ký Túc Xá. Chúng ta cùng theo dõi một trạng thái mà xuất điểm của Minh Tốt ở vườn sân nhà khi mà nhận thấy thủ thành của đối phương đã dâng lên cao. Chủ động của Ký Túc Xá và cầu thủ của VFB. VFB đã có trung bình được 2 bàn thắng ở hiệp 1. Và bây giờ quay trở lại trong hiệp thi đấu thứ hai thì đang để cho các thủ của Ký Túc Xá có quá nhiều những bàn thắng. Chính xác đây là bàn thắng thứ 5 của các thủ Ký Túc Xá. Một loạt những nỗ lực bật trả và sau đó là cú dứt điểm được tạo ra. Phút bù giờ thứ hai của hiệp đấu này. Đây rồi! Bàn thắng thứ 6 dành cho các thủ của Ký Túc Xá. Và đó cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của trận đấu này. Trước khi kết thúc thì chúng ta cùng theo dõi lại với pha lập công vừa rồi. Đó là pha lập công của sinh viên. Một trận đấu mà chúng ta đã được theo dõi sự kịch tính và hấp dẫn. Điều đặc biệt là có rất nhiều những bàn thắng cũng đã được tạo ra. Và quý vị khán giả bên chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trận đấu tranh 3-4 giữa các thủ VFB và các cầu thủ của Cali hay Paulo. Quý vị và các bạn đừng đi đâu xa, tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút nữa mà thôi.